Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng mọi giá trị trên thị trường bằng chính những giao dịch trực tiếp của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá trực tiếp rõ về các giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, cũng chẳng có chuyện là chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như học vừa xong ra ngoài có thể giao dịch, vận dụng được ngay và có thể tạo ra lợi nhuận khi mà bản thân chính những thằng thai dạy Forex hay thằng á quân Forex thế giới hoặc Pro Trader hoặc chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chia sẻ không chịu chứng minh bằng thực tế mà đòi có thể vận dụng được kiến thức, vận dụng phương pháp, đưa ra những giá trị kinh nghiệm cho nhà đầu tư có thể đưa vào trong thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, những giá trị của bọn lừa đảo Bipper đưa ra cho nhà đầu tư chỉ là những thứ thuốc nhà đầu tư trên con đường tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Nhà đầu tư cần phải nhìn nhận vào một vấn đề thực tiễn rằng giao dịch được thì phải có minh chứng được ở trên thị trường, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị minh chứng vào trong thị trường thực tế. Đây là điều hiển nhiên của bất kỳ một ai hay của một nhà đầu tư nào khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn đang trải nghiệm về thị trường, hãy nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ về mọi giá trị trên thị trường. Và người đứng ra chia sẻ ở trên thị trường không có chuyện là bán tín hiệu hay đọc lệnh hoặc phân tích về xu hướng hoặc là lên, cho chúng ta được gọi là điểm báo ra trên thị trường, mà gọi đó là những người có thể giao dịch, có thể vận dụng, có thể áp dụng được vào trong thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, chúng nó lừa nhà đầu tư với những giá trị nào là gì nhỉ? Copy lệnh hoặc là mua chiến lược hoặc là mua robot hoặc là ủy thác cho bản thân chúng, nhưng thực tế ra một giá trị trên thị trường đó chính là lừa đảo bịp bợm và thuốc nhà đầu tư và con đường tử nạn tham gia vào những cái link IP của bản thân chúng để mà chúng vơ vét tiền của nhà đầu tư. Tôi chia sẻ và dẫn chứng cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tế trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi buổi live stream hôm nay trực tiếp trên thị trường trong mùa dịch 2021 này của bản thân bên trung tâm đào tạo Forex. Thôi ngồi đợi thôi, hôm nay có vẹo đâu. Đẩy bài được cái 97 mà đeo dựng. Để tao tính nó xuống đoạn kia tao mới giữ. Giữ nó đá lên lẻ 3 là đẹp. Hôm nay like xíu chơi cho nó vui. Có tài khoản thi chưa? Mười một giờ có thì má trễ quá. Hôm nay có sớm nó khoảng 9 giờ là ngon, là ngọt. Ngọt như nghĩ lùi. Chào bạn Hoàng Phạm nhé. Thôi từ từ, hôm nay phải tập. Thấy không? Để đéo nghe chắc là cũng tạch con bà. Đó, mình nhìn có cái lệnh này nó đánh giống hết bọn bên ngoài đánh 2, 4, 6 đi mua không, like mà. Cái này bài bao nhiêu 18 này, bài 19 này coi như toạch con mẹ nó, chỗ này là phải toạch tầm 18 với lại 8 vừa rồi phải tầm 2.000-4.000 máy rồi 6.000 đó, đánh tàu lao mê lao 18 mà về lẻ 8 vừa rồi, vừa 98 18 mà về 98 là
thì 4.000, 6.000 quả này, 6.000, cái này là 6.000 này, cái này 6.000, cái này 4.000, rồi cái này 4.400, 19, 19 nhau 18 đấy, hai lần đấy bằng nhau, hai lần thì 8.000 đấy, bộ lọt mà 20 giá là 8.000, rồi xong, cái này là 13, 13 thì 2.000, stop out này, đứt tiếp rồi kìa. Chào bạn Đức Chu nhé. Dạ, yeah. Chào bạn. Anh giàu quá. Vừa nãy nó lên 15 rồi các bạn. Đây này, ta bảo lên được 15 mà đéo chụp cắt đi. Ta đã bảo rồi. Lên 15 bình quân lại cũng là vừa rồi, đánh như thế nhồi như vậy thì mẹ tài khoản có 14-15 nghìn mà giải thì mẹ đến 6 lót thì bố thằng nào chịu nổi, đủ mẹ đi nghe bọn nó phân tích mẹ các thứ vàng lên. Em đâu có biết nó đổ đâu anh. Dạ, yeah, chắc là do em không biết chơi nên em cứ vào đại. Dạ, yeah. Thị trường bọn nó đổ bay thì em lại nhắm mắt em đi sell anh thường ạ. Em hình chú lắm. Còn thì thị trường bọn nó đổ ra sell thì em lại đi bay. Em là thằng chuyên ra chặn đầu xe tải rồi hứng giao rơi chứ em đéo chạy theo xe cứu thương. Nói em mà con chân nó lối xuống. Con chân lối xuống. Chào anh Tùng Lâm nhé, tài khoản anh ăn đẹp rồi nhé. Cảm ơn bạn Đức Chu nhiều. À, đợt này đá này, mà đá gì là chết mày. Không gì anh Lập, Lập. Hai mươi giá rồi. Mẹ nó giờ đặt hay về đấy kéo ai mà kẹp. Kẹp để mà xong phim rồi. Để về vùng dưới này. Vùng dưới này ta mới đánh được lên. Ta sẽ đánh lên vùng này. Đây. Đó rồi, ta chuẩn bị trước chưa? Xuống vùng này ta đánh lên, ăn vùng này. Ta thả. Xong rồi bắt đầu ta chạy. Ta thả luôn. Chứ đánh tào lao là cuối cùng mất tiền. Cũng không ngờ hôm qua mẹ, hôm qua thầy chỉ tính nó về đến khoảng tầm cây đầu tiên nó về khoảng tầm 17-18 thôi. Cây thứ hai giỏi lắm tính về 11, ai ngờ nó quét con mẹ nó về đến lề 7. Nhưng mà hôm qua tao tới lề 7. Nên đêm qua tao ăn được cái bài tao gỡ nhiều. Má đánh Martin Go ra đợt này thì chỉ có chết thôi. Tập một điểm đánh nó sướng và nó nhạt. Thực ra đánh swing cực kỳ áp lực. Phê. Phê hơn đánh scat nhiều. Scat mà đánh xong thích ngủ mẹ nhập cái mẹ thị trường. Còn đến dài hơn nuôi mới là phê đấy. Mày thấy đấy. Mẹ mở mắt ra cho đến khi thị trường nóng mẹ có ngủ được béo đâu.
sợ kém đây giống như ngày hôm qua. Hôm nay ta bài được 97. Hôm nay thành ngã Unscap với anh. Như này thì mai còn sung nào. Cây này đi này, mới là xong rồi nhìn này. Đến bằng ba cây tiệm mới. Đây nó bằng cái đoạn này nữa. Đó. Anh đi đây. Nhưng mà đoạn này bây giờ, mày thấy nhé, đoạn này giờ quay lại nó mới hiểu. Lên mà né né ra cho nó chắc em nguy ở đây thôi được đánh này. Đánh phải biết lúc nào mà quất được chứ, như này nhảy vào tao lo là chết, không phải lúc nào bay đâu. Sau nhiều năm á tao đánh ở yên lui tao hiểu rõ. Chứ nghe biết đánh biết đấm rồi có những thiết bị nó bổ trợ đánh sư nhỉ, còn đéo biết đánh mà đi sắm mà chỉ có mà tốn tiền. Có đứa lên hỏi ta thế em làm trader thì em có một cái iPad có một con MacBook rồi, vậy em có thể giao dịch được giỏi không? Vậy thì em phải sắm thêm dàn máy nữa, rồi má ghế streamer nữa. Cái đủ rồi đấy, cái đủ sắm bài bằng iPad. Không mà cái đánh thì cái đéo gì mà chẳng là ra được tiền chuẩn ít con đấy. Cái này là gì? Bánh xèo. Bánh xèo. Mai bọn mày mua này ăn đi. Kiếm một đồng đàn. Đâu Phúc này nè. Siêu thị này. Nhìn. Trên này bán nhiều thứ phết. Rồi mít ngon quá. Ai là nhìn cái mẹ gì giờ cũng thèm. Đâu mà dịch với trả giá. Ủa, nhưng mà thấy ở ngoài kia nó chặn chốt. Ủa sao lại không có dữ liệu? Tôm sông. Tôm cam xanh. Không biết em. Con này to hơn mấy con. Rồi, mấy con nó to như này ăn hơi bị ngon. Ăn thịt nó ngọt lịm ra mà nó cứng ngắc ra. Còn tí. Giỡn. To cái đâu nó mà hết kỹ. Nó được tèo cái kỹ lịm. Mày ăn thì mày thưởng thức vậy chứ chẳng nghĩa mày còn quất cho. Chàng vàng chào bạn Việt Nam gái nhé. Cái đầu nó mới nhiều trứng nhưng mà đầu ta không biết ăn. Một kỵ tốn thì chắc là hết sáu lần đâu. Thế mày lấy vợ về mày trừ những cái chỗ quan trọng ra thì nó hết bao nhiêu?
lại hai nghìn lại to lắm cái thịt là hôm nay chắc đi chỉ vậy, chẳng còn kinh nghiệm gì. Cái đầu này là chưa đủ xong hết ngày đi. Đâu, ai ngờ. Hôm nay chỉ đi vậy thôi, màu mè vậy thôi, dọa dỗ tí. Với mấy con rời trong mấy con rời mang TB hết đi. Sao ngồi má vào ăn mấy cây bay nè. Chí mẹ có vẻ đợt này là nhìn bạch trai vậy nhỉ, nhìn trắng trẻo mập lên đấy nhỉ. Phải mày bây giờ mày ra ngoài đường mày phải tập đánh son lại cho nó môi nó bớt thâm. Rồi mai tao bảo chị đưa cho ít cái mà làm trắng da. Cứ để nó đang ai đi không? Bây giờ quan tâm gì đến nữa, tiền thì đủ kiếm rồi. Thế mẹ ngồi đánh chơi cho nó vui chứ. Ma ngồi nhặt những này làm sao mà giàu được. Làm thì là hẳn những tên phố lớn chứ. Ma ngồi nhặt 1-2 nghìn này đến khi nào mà mày mua được căn nhà. Hôm nay mày ngồi mày nghe tao nói chuyện thấy ma dã tâm tao làm giàu kinh không? Đó. Mẹ có phải nằm ở đây đéo đâu. Có đúng không? Rồi có những học trò tao giỏi không? Ra ngoài đời trên thị trường về tài chính nó giỏi không? Hôm nay mày nghe rồi đấy. Thầy đánh lớn. Thế ta chỉ có ngồi buông cần mà ngồi chờ để cắn đúng cá lớn. Cá lọc tong thì câu đầy. Nhưng mà mát cá lớn thì phải mất thời gian, mất công sức, chứ đâu ra mà đi ngồi ăn mát 10 đô hay 20 đô một ngày. Tâm trong đầu tư mà chỉ nhìn thấy cái trước mắt nhỏ mọn như vậy cả đời khi nào mà thoát nổi cảnh mẹ kiếm 10, 20 đô hay 50 đô, 100 đô một ngày rồi cũng mất con mẹ cả gia sản. Thời kỳ chuẩn bị tất cả các thứ nó xong xuôi hết rồi, có đủ kỹ năng rồi, nhìn nhận đầu tư tất cả các thứ nó chuẩn rồi. Vậy thì mang bước lên bệ phóng mà làm. Tại sao tao đéo thích copy chay? Ồ má ra ngoài copy chay má tao, má tự dưng tao đi làm tôi mỏi cho bọn nó. Đúng không? Đâu mà ra ngoài đời làm dâu thiên hạ. Đâu mà mày có làm tốt 100 ngàn ngày, vạn ngày, nghìn ngày đi chứ nữa. Má cuối cùng mày chỉ cần sai một giây thôi, nó chỉ cần nhìn vào đúng một giây thôi nó chửi mày. Đúng không? Chút một lỗi nhỏ. Thì cuộc đời nó má vốn là bất công. Thế nên những cái thằng đòi má cuộc đời nó phải má đéo bất công. Thế nên bao giờ cọng lông của nó có bao giờ thẳng. Mình thì nhìn lại xem. Còn tao là đéo cần quan tâm là má cọng lông thẳng hay là cọng lông cong. Miễn là tao thích. Miễn là lâu. Mình thích cho được luôn. Cần đéo cần biết má thị trường phải lên hay là xuống. Đúng không? Chỉ cần biết được tài khoản mình còn nó có nhảy số, nhảy tiền hay là không. Đúng không?
mày phò bằng cổ này. Đẹp quá. Những chiếc giò xe chỗ này nó bán rau quá trời quá đất này. Gì hả bạn Việt Nam gái? Gái kìa, gái. Má hội làm giàu nhanh, của thằng đầu, thằng thầy đầu tiên tao. Đúng mà cuối cùng nó lùa cho cả lũ mà thành ra làm nghèo nhanh. Tùy thế này mai là ăn con mẹ nó toàn đéo cần quan tâm. Bạn gái mới của thằng Dinh. Đáng trai xinh luôn. Trời ơi nè, bạn gái mới của thằng Linh. Chẳng thế. Coi chơi cho vui nhé, mấy bạn. Thấy chưa? Có chơi cho nó vui nhé. Mình không không có biết đánh hay mình đánh thì có thế thôi nhỉ. Yeah. Dạy kiếm ít cháo thôi. Thôi chủ yếu là ngày mai. Đêm nay nó coi thế nào má. Đêm nay giữ sức.
đêm nay giữ sức là phải má tao còn phải làm bài tập toán lý hóa rồi sử địa sinh 12 môn rồi tao cũng phải làm bất biết bao nhiêu môn trả bài đâu tao phải làm 69 môn. Dạ, mình vẫn giữ bạn. Hôm nọ đánh nhồi mà mạc zin nó không đủ, nó không cho nhồi. Đó, mình nghèo mình xài có cái này thôi. Đó, mình đâu có giàu mà mình xài ba cái iPhone này phiết hoặc là Samsung gì đó. Đó. Xài có mỗi cái Nokia 800K. Số đây là số 555. Không, số bình thường. Giật tôi giật lùi ngồi chờ phát phê rồi. Đang trong nhà giết mà không người thật. Thèm á, tay sách nách mang quá. Hôm nay bà Tâm bà lên đây bà coi mấy cái này. Đây, ông Hòa 14, ông Hòa tao 14 lại. Thì ông Hòa bà trông bà khóc bù lù bù loa lên nói. Thầy đấy. Ta nhìn cái này tao có thấy nó đẹp không? Tao nó thật với mày luôn. Tâm hồn đẹp. Con này mà tâm nhìn. Tâm hồn trong sáng. Con này mày động vào nó thì chỉ có thuốc tiền mày thôi. Con này hút máu. Con này đi dạy forex thì đâu? Con này có đánh đấm thì đâu? Mày vào mày chỉ cần số tài khoản mày ăn phát là tịch. Mẹ mày có chày rời cũng không bằng Ngọc Trinh là cho chày. Chày một đêm. Cần đi, mày thấy đây nó chày có mấy năm má biệt thự thì 6-7 tỷ chưa kể. Đi toàn xe sang xài toàn đồ hiệu. Đúng không? Dạ, cảm ơn anh Tín. Em bảo anh rồi, đừng có đi bay, cứ đi sell đi. Anh cứ nhát. Không biết anh Tín còn giữ không? Nhìn cách nói chuyện rất ngay Tín. Hoàng Lê, bạn Hoàng Lê bảo cái này là phát lại chứ trực tiếp. Bạn ngu thì bạn lách xử đi cho nhanh nhé. Bạn có biết forex không thì bạn có biết nhìn chart, nhìn giá đang chạy này. Bạn ngu thì bạn cũng ngu vừa vừa thôi, cho má anh em người ta. Mẹ nó đỡ nói bạn ngu nhé. Mẹ tôi để nguyên đấy luôn đấy. Tuyệt đéo phải ấy. Ô mà giá trên thị trường đang chạy ầm ầm kêu phát lại. Ô mà đã rốt mẹ mấy thằng mồm mõm dùng nick đều đi vào đây sủa. Mẹ tao ghét nhất là mấy cái thứ mẹ cùi mía vậy mà vào đây sủa. Ô mà ngon thì lách mẹ ra ngoài cầm con mẹ mày tài khoản ra ngoài
chơi live với mấy mới cả cả tao này. Cái đúng mà tao sổ chấp luôn cả cái thị trường này, thằng nào thích thì ra ngoài cầm mẹ mày tài khoản ra chơi live cả tao luôn. Má vào đây mà thánh thót mày cả tao. Đúng mà bố mẹ chưa thèm mà đưa mấy cái thích đến mẹ nhà tao gặp tao luôn thì tao dở hẳn tài khoản lớn cho mà xem. Nhỏ còn đéo đánh được bảy đặt. Mẹ ngu. Đó, tao tao chửi luôn để tao bôi đen luôn cái thằng này lại. Đấy cho mọi người nhìn đây. Đó, cả cả nhà xem đấy có phải là phát lại hay là gì. Đó, cả nhà cho ý kiến đi. Mẹ ngu mà bày đặt. Mà tao là tao đéo sợ bất kỳ thằng mẹ mấy cái thằng cùi bắp mấy cái dạng mẹ như cái thằng Hồng Lê này đó. Hoàng Lê à? Ừ mấy cái thằng Hoàng Lê đó. Đủ má đã ngu rồi mà. Cây này, bây giờ ngày hôm nay nhá là ngày thứ năm là ngày mùng 5 tháng 8 nhá. Mày đặt ra giá là đang chạy như vậy mà kêu phát lại. Ủa mà tao chửi luôn chứ tao sợ đéo mà tao đéo chửi. Tại sao phải xóa đi? Ô mày đã đéo muốn ấy thôi. Cảm ơn bạn Trung Nguyễn nhé. Ồ, để gọi cho ông Tín xem ông ấy còn giữ không. Còn có giữ lại xe không anh? Em mất tên. Rồi thôi nhé. Dạ dạ dạ. Có gì chat đi nhé. Dạ yeah. Thì thế mấy ấy ra vào chắc là mấy thằng IP được, mấy thằng đi dạy Forex đeo đánh được, hoặc là mấy bọn ủy thác copy chay đeo đánh được vào táng vào đấy xong rồi này nọ thôi mà. Mẹ giá thì đang chạy. Rồi mẹ mở cái MT4 lên đối chứng xem có phải là giá đang chạy rồi à, nến đang đi này đúng chưa? Vào lịch sự thì người ta còn nói năng còn đâu. Mẹ người ta đánh được người ta ngại đéo người ta phải ấy. Cảm ơn anh em nhé. Ông ấy chắc là cứ ấy. Chờ chờ. Từ từ. Vẫn còn ngon. Thôi làm giàu thì không có biết.
Em đang mua cổ phiếu. Đâu cái ly rồi? Linh linh cho anh miếng. Mai chắc là ít bánh xèo ăn. Đoạn ngày hôm qua, đoạn này tiếp đi. Đây, đây, đây là nhận tiền. Đeo vững tay chèo. Mà thấy xưa mẹ tao khác, mẹ mới có mấy năm vào trong nghề, bỏ mẹ này thôi nó khác. Phải nói là thức đêm thức hôm là sự tàn phá sức khỏe. Đây 2016 đây, nhìn thấy không? Nhìn 2016 thôi đây. Đây biết bọn nào đi dạy cho bên đấy đó. Đó 2016 đây, lúc này tao chưa thức đêm hôm, tao chơi nhiều. Bắt đầu 2017 bắt đầu tổ lao vào tổng hát chơi đêm, từ ngày từ đêm nó khác hẳn. Chào bạn giờ cai nhé. Dạ. Đó. Lúc này 36 tuổi. Đêm người nhìn giống chỗ 26 rồi. Nhìn ngày xưa tao như vậy mà. Ta là bà mày rồi. Nó trả giá đây. Năm nay tao mới là gì nhỉ? Hồi xưa tao trẻ lắm. Có ai nghĩ tao 30 ba mấy đâu. Này. Đó. 35 tuổi. Xưa tao đi làm lúc nào tao chẳng như vậy. Thế bảo mày rồi, đâu ra mà má ngồi ra mà có tiền. Tiền nó không có tự trên trời nó rơi xuống. Đây, năm 33 tuổi đây. À, xưa tao mà đi ra ngoài đường tao đi làm đi biết bao nhiêu, đây năm 2015
nhìn khao mấy năm thôi thì phải cứt ra dò má trả ra đâu ra mà má tiền má nó về. Chào bạn Hà Nội nhé. Dạ, chào bạn Hà Nội. Dạ. Dịch thế nên chắc là đợt này mình lại chỉ có ba thầy trò đây ngồi đánh tin thôi. Ở trong này vẫn đang cách ly. Có gì đâu, bản tính tôi vốn vậy mà. Yeah. Làm sao mà nhầm được nếu mà một người ra đi chay. Chúng ta có thể thì nhỉ, ăn tào lao được, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta nói tào lao được. Bởi vì khi mà nói tào lao như vậy, nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng nó không có hay. Đó, thế tôi chia sẻ hẳn. Tính của tôi rất là thẳng, đó giờ tôi rất là thẳng. Bởi vì rất nhiều những cái kẻ đéo làm đéo chay được nhưng mà nó khoái vào nó va chạm tôi bác Hoàng Lê ấy. Đấy thì tôi cũng có nói thẳng luôn đó, thì trước lạ sau quen thì bác cứ theo dõi tôi đã rồi anh em mình hiểu nhau rồi tính. Chào anh Tín nha, anh Tín Bình Dương nha. Đi làm cái nó cách ly luôn cho. Nhanh nhận để hết tháng, nhận để hết tháng. Bây giờ mấy giờ? Không ngờ tháng 4 bắt đầu mày là ấy anh, tháng 4 bắt đầu tập trung học nhỉ. Xong rồi đến tháng 5 bắt đầu làm cái nhà này xong. Nhằn phát má bây giờ hết mẹ mùa hè rồi. Phải mong đến Tết quá để được già thêm một tuổi. Sao mà bỏ được, còn mẹ cả hơn hai quý nữa mà mày kêu mà bỏ cho tao à, với tao á à, mẹ còn một chút tao vẫn phải làm một dáng mà làm thế dùng đọc lệnh hàng ngày. Đây hôm nay thấy không, tự dưng một bé đi vào đây
vào là có người tư vấn lệnh cho đây. Ừ, mà tao bốt được mấy cái xong rồi thế nó bắt đầu nhận ra tao là thế. Ờ, đi lạc. Đi lạc. Đấy. Sorry đấy sao? Không. Tao bảo nhớ cái này nha, nhớ coi cái này cho kỹ nha. Đợi thôi, nguyên cả ngày mai. Ngày mai được phát kéo này. Nhặt lên một chút. Mai lại được đánh tin nữa em nhỉ. Cô tính nhà về đây là đánh được 22 cái tin là ép thôi nhỉ. Hai tin này. Nhanh vãi nha. Không gì, mày sướng mà sư thế. Mày thấy nghề chay sướng à? Ở nhà thì nhà tiền vẫn về là vẫn về. Trong mùa dịch ấy, khối người có khi ấy, đéo thấy tiền về đâu, chỉ thấy tiền nạp đi. Vợ mấy hôm nay sao rồi? Tiêm chưa? Chưa. Ủa sốc kỳ vậy? Anh thấy Sài Gòn nó tiêm từ lưa rồi đấy. Mà mày đã sắp 10 ngàn lương rồi tiêm rồi. Bố trí, bố trí Bình Dương nhà nước không hỗ trợ gái. Khổ quá thầy ơi. Mình, cái này thì mình chịu nhé. Anh chỉ... anh nên gọi điện đến các ban ngành anh hỏi chứ mình thì mình chịu thôi. Dạ. Yeah. Mình thấy nhà nước hiện nay đang bận trong vấn đề là phòng chống Covid là quá mệt rồi, còn đâu vấn đề đấy thì anh nên trực tiếp hỏi nhé. Dạ. Yeah. Này nó vẫn nằm thấy nữa xả đi nhiều khả năng đọc ba phải thấy tắt bật mẹ cái gì để chi chơi dai không để ngày xưa hay like đây hiểu không mấy cả tao để này lúc mà có khách vào người ta không biết tao để hiểu vấn đề chưa. Mày nhìn cho kỹ đi này. Sai. Nhìn thấy chưa? Đó. Hiểu vấn đề chưa?
bàn này thì giờ thì tụt view rồi. Càng lúc thì giờ nó càng đi xa nhỉ. Tại đâu phải của ba đâu. Của ba thì của ai? Con này, con nào? Thì ba phát vừa lấy ba đứng đây nè, mẹ. Đó. Nhà rảnh quá hiểu không? Thì bây giờ đang cách ly ầm ầm thôi mà. Đó. Biết làm cái gì giờ chỉ có lên live stream. Đào lại kìa. Đúng là được rồi, mít thật. Chờ nha, nó đi kiểu này cấm vào, mai mốt thấy cái ra. Cho dù cả này, cả qua những cái khác nữa, khả năng đi này vào phát ra lên, có thể một ngày cái xong vẫn tụt. Và phải để cây sau, cây sau nữa. Cây cối thì nó rất đẹp. Đâu có bạn, mình ngồi mình nói nhiều quá thành ấy, phải có anh em hỏi thì mình mới có thể nói được. Bạn sang công ạ. Dạ. Chứ bây giờ like cả tiếng mà giờ mình ngồi mình nói không cả tiếng đồng hồ, thế thì mình biết nói cái gì. Dạ. Dạ. Thôi mà mình hát thì dở lắm. Dạ. Anh em cần gì thì anh em hỏi thì mình trao đổi trong phạm vi mà mình hiểu biết, trong phạm vi mà mình chứng minh được thì mình mới có thể nói.
chứ mình đây là mình không có tư vấn lệnh, mình cũng không có ủy thác, mình cũng không có làm IB, mình cũng không có copy chain, mà mọi thứ đối với mình là gì nhỉ, tất cả là mình phải thực tế hết, chứ mình đâu có lên để mà mình phân tích về kèo về kiếp đâu. Đấy là chia sẻ hẳn anh em, chắc là có khi là bác mới bác không có hiểu, mình khác hẳn những cái kênh khác nhé. Trời, không một cái video này trầm đau nữa thôi. Bây giờ không vào được. Đây là cánh do cánh nhé. Hả? Cánh do cánh nhé. Thì đây do trên kênh này. Đau về để ấp vào bài. Ai không đau được. Chắc do mình nhiều quá. Nếu các bạn có hỏi cái gì không thì anh em mình trao đổi. Chứ còn đâu mình không lên, mình copy chain nhé, mình không lên ủy thác, mình cũng không lên gì nhờ dụ kèo này kèo nọ, bởi vì vấn đề là nhỉ, mình là chỉ có thực tế mà đưa ra ngoài thị trường thôi. Bạn Việt Nam gái hỏi mình khổ nhất là gì ạ? Mình chỉ nếu mà theo cái phương diện của mình thì cái nghề chay hay là cái gì ạ bạn, hay là trong cuộc sống đó. Còn cái nghề chay thì mình nói hẳn cả các bạn là phải luyện tập rất là nhiều, mình phải ngày đêm, mình nói hẳn luôn. Ông ấy than ở nhà miệng buồn. Cái nghề chay khó nhất là chỗ nhà chúng ta phải tập rèn giũa bản thân chúng ta đó, cái đấy là cái khó nhất. Và thì nhà chúng ta phải nhìn ra những cái vấn nạn sai của bản thân mình ở trên thị trường, và cái kế tiếp nữa là nhà chúng ta không có được tham ở trên thị trường về đầu tư này. Chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta đang đem những cái giá trị, ví dụ ta đem 1-2 nghìn đô hoặc là 50 nghìn đô là những cái giá trị tiền rất là nhỏ, để chúng ta đem về những cái hiệu suất lợi nhuận đòi là một tháng 500 đô hay 1.000 đô, thì theo các bạn thì các bạn thấy rõ là 50.000 mà mỗi tháng đòi 500 đô hay 1.000 đô, thì bản thân chúng ta nếu mà là chủ doanh nghiệp thì chúng ta chỉ mong muốn trừ hết các chi phí đi lợi nhuận bao nhiêu. Còn đây khi mà chúng ta đi ra đầu tư mà chúng ta đòi những cái giá trị lợi nhuận cao với cả dòng vốn thấp, thì bản thân chúng ta phải có năng lực, chứ không phải là nhà. Chúng ta phải có năng lực. Năng lực nó xuất phát từ đâu? Nó phải là sự trải nghiệm. Trải nghiệm không phải là ngồi lâu trên thị trường mà các bạn có. Trải nghiệm là gì nhỉ? Là quá trình các bạn trải nghiệm thành công nhé. Là quá trình các bạn trải nghiệm thành công, chứ không phải giống như bọn lừa đảo ngoài kia. Nó nói 10 năm rồi, thằng thì hết là 16 năm. Mày có 40 tuổi, 16 năm mày bao nhiêu tuổi đó. Đấy, chia sẻ hẳn với các bạn. Nhiều thằng nó nổ lắm đó. Rồi đọc 1.000 cuốn sách, rồi Á quân Forex thế giới, rồi top 4 thế giới. Các bạn bảo nó ra ngoài thực tế đánh, các bạn xem. Các bạn cần những sự trải nghiệm thực tế tạo ra lợi nhuận thì bản thân các bạn mới nhìn nhận được vấn đề. Khi các bạn đi được từng bước, từ những cái bước step nhỏ trên thị trường rồi, thì dần dần các bạn mới đi được những cái giá trị lớn. Các bạn muốn lên đến tầng 20 mà các bạn đòi là các bạn không cần phải đi leo vèo phát lên, thế thì tôi thật cả các bạn chịu. Hoặc là các bạn muốn từ tầng 20 đi xuống ở dưới tầng chẹt, các bạn đòi ra một phát các bạn xuống được luôn, ngoại trừ các bạn trèo ra ngoài lan can các bạn nhảy thì nó xuống nhanh thôi. Đó. Nó cần phải cả quá trình dài. Có những người phải mất rất là nhiều thời gian mà vẫn còn chưa thể đến được đích. Nhưng có nhiều người mất nhiều thời gian họ mới đến được đích. Và có những người mất chưa kịp mất tí thời gian nào đã mất hết tiền. Và có những người ta mất chỉ một khoảng thời gian rất là nhỏ thôi, nhưng mà người ta đã kiếm được ra tiền. Giống như tôi mới bước vào nghề này từ tháng 4 năm 2014, nhưng sau 3 tháng tôi đã chơi và tôi đã kiếm được cả 100.000 đô rồi.
Thế đấy, nói ra có ai tin đâu. Mọi người bảo phải là bao nhiêu năm. Tôi chỉ mặt tôi nói luôn, mẹ đừng có ba sợ. Tôi từ những năm 24, 15 năm, từ những lúc mà 24 tôi ra ngoài, tôi học và bắt đầu, má thằng thầy đầu tiên tôi nó bịp tôi, đấu má tí nữa tôi xong phim ở trong đấy. Thì bây giờ mày mày đéo đánh được thì tao đánh ngược lại mày. Thế là tôi tự gỡ lại hết tiền và tôi hiểu rõ vấn đề. Chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải tìm được ra lối thoát cho chúng ta đó. Thế nên bây giờ nó lên mà nó dám đụng tôi đâu, nó lên mẹ bày đặt thế này nọ, tôi bảo nổ mẹ mày địa chỉ luôn đó, hoặc là địa chỉ tao đây mày đến gặp trực tiếp luôn đấy. Thì tôi cũng nói hẳn cả các bạn luôn, các bạn đừng nghĩ rằng các bạn phải bao nhiêu năm trong nghề. Cái vấn đề chỗ ở nhà các bạn phải tìm được ra giá trị mà các bạn còn thiếu sót để các bạn quản trị cái giá trị đó. Chứ không phải chúng ta lên chúng ta nghe thế này thế nọ. Chưa bao giờ tôi nghe về bất kỳ một ai trên thị trường nói thế này thế nọ hết, mà gì nhỉ, tôi chỉ nghe vào những gì mà gì nhỉ, bản thân trên chính cái con đường đấy tôi đang trải nghiệm, mà gì nhỉ, tôi cần phải nhìn nhận, tôi cần phải đánh giá nào. Bất kỳ một cái thông tin nào đưa ra tôi đều có giá trị kiểm chứng, nhìn nhận trên cái phương diện của bản thân tôi, chứ không phải trên phương diện của đám đông hoặc là của bất kỳ một ý kiến này hay ý kiến khác. Chúng ta thành công, chúng ta phải có lối đi riêng. Lối đi riêng này không phải là gì nhỉ, là lối đi mà gì nhỉ, lên nghe bọn nó phải nói thế này thế nọ. Lối đi riêng là làm sao chúng ta tạo ra lợi nhuận không bị mất vốn trên thị trường nhé. Đó, thì đấy, chia sẻ hẳn cho các bạn để các bạn thấy thị trường này luôn luôn khó. Và tôi khẳng định cả các bạn luôn, các bạn sẽ chỉ là gì nhỉ, một cái hệ thống automatic lặp đi lặp lại các giá trị của vấn đề mất mát ở trên thị trường này mà thôi. Cuộc đời của chúng ta sẽ chỉ có mỗi một thứ sai, đó là sai lầm được lặp đi lặp lại thành ra một hệ thống đó. Còn đâu, nếu mà các bạn thành công rồi, các bạn chỉ cần một thứ và có thể lặp đi lặp lại của cái giá trị thành công đó ở trên thị trường là các bạn đã thành công rồi đó. Một ngày thì tôi nói hẳn là các bạn, hầu như tôi ngồi dành thời gian rất là nhiều trong vấn đề nhỉ? Tôi ngồi chơi, nhưng không phải là tôi ngồi chơi là tôi sẽ vào lệnh. Ngồi tôi quan sát, tôi xem xét, tôi nhìn nhận, tôi đánh giá, phân tích về các giá trị biến động trên thị trường, phân tích về những cái hành vi của bản thân mình trên thị trường. Rồi dần dần tôi mới biết là tôi sai ở đâu, và nhỉ? Mỗi một lệnh tôi phải biết là tôi sai ở đâu, và nhà tôi ở chỗ này tôi ăn như thế nào, và giá trị này tôi cũng đã kiểm soát hoặc tôi đã nhìn nhận được vấn đề nó đúng hay là chưa. Rồi dần dần thì tôi mới có thể tôi đi được ở trên thị trường, và dần dần tôi mới kiểm soát được cái giá trị tâm lý. Tâm lý ở trên thị trường tôi đố các bạn học được đấy. Khi các bạn còn đang thua lỗ thì xin lỗi cả các bạn, các bạn đừng có nói rằng tâm lý của các bạn ổn định. Các bạn chỉ có kiếm được ra tiền thì tâm lý của các bạn mới là ổn định, và các bạn kiếm được rất nhiều tiền thì tâm lý của bạn rất là ổn định. Còn các bạn vào trong thị trường các bạn mất tiền, các bạn mất ít tiền thì các bạn tâm lý bạn ít ổn, mất ổn định. Nhưng các bạn mất rất nhiều tiền, cuối cùng các bạn hoảng loạn trên thị trường đó. Đừng có nghe bọn nó nói này nói nọ trên các diễn đàn, các kênh YouTube hoặc là gì nhỉ, các cái bài viết của bản thân chúng nó ở trong các buổi hội thảo. Các bạn cứ hỏi thẳng vấn đề luôn, cứ thực tế. Anh bảo anh đang quản lý cho quỹ này hay quỹ khác trên thị trường, anh xô ra đi, anh chứng minh đi. Xin lỗi nhà đầu tư, thằng nào dám? Hay là chúng nó nói toàn là vào đây thì có room, có các thứ, có bắn lệnh, ở cho kèo. Cho kèo thì thằng nào cho mà chẳng được. Phân tích thì thằng nào phân tích mà chẳng được. Cái mà chúng ta cần đó là nhà chơi vào trong thực tế, dẫn chứng vào trong thị trường thực tế cụ thể cho chúng ta xem xét. Đó đấy, tôi những cái này thì tôi chia sẻ đầy trên kênh của tôi. Lần nào trong các bài viết, trong các video tôi cũng đều nói hết.
Nhưng mà gì nhỉ, bản thân anh em mới là người quyết định. Bởi vì hầu như những người trên thị trường này hầu như họ chỉ là đi sưu tập kiến thức, đi sưu tập phương pháp, còn lại họ không có miệt mài để mà họ nhìn nhận, họ không có miệt mài để họ tìm hiểu, họ không có trải nghiệm thực tế để mà gì nhỉ, để họ có thể nắm rõ được vấn đề. Khỏi cần mất hết tiền. Các bạn chỉ cần mất được khoảng 30-50% vốn là các bạn đã hoảng bá rồi. Còn đâu lúc mất, các bạn hết mất hết tiền rồi thì các bạn trở thành tự do mẹ tài chính. Các bạn phải hiểu rõ bọn những cái thằng dạy NLP, rồi những thằng mà dạy về diễn giả trên thị trường, nó bảo chúng ta phải làm sao là phải tự do công việc, phải tự do tài chính. Nhưng các bạn thử nhìn lại xem bọn nó thế nào, bọn nó có tự do công việc, tự do tài chính không? Chúng nó bảo luôn luôn với cả những cái câu nói là gì nhỉ, giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội, nhưng cuối cùng là để gì, nó ăn tiền của chúng ta nhé. Khi các bạn mất hết tiền rồi thì các bạn mới trở thành những người tự do về tài chính. Còn các bạn mất hết công việc rồi thì các bạn mới là tự do công việc đó. Còn cái người ta giàu thật sự, người ta làm, người ta còn muốn làm bữa mặt ra, cạnh làm nó mới là niềm vui, làm nó mới là giá trị để mà thăng hoa. Giống như tôi, nếu mà tôi làm vì tiền thì không bao giờ một ngày tôi có thể ngồi 20 tiếng đến 22, có khi 24 tiếng được. Và thì nhờ, đây nó là cái niềm đam mê của bản thân tôi. Tôi đam mê giao dịch ở trên thị trường, và thì nhờ, tôi đam mê để mà thì nhờ, tôi chia sẻ những góc khuất trên thị trường để cảnh báo nhà đầu tư. Chính vì vậy mà tôi nỗ lực luôn luôn tìm cách mọi giá trị để tôi nâng tầm của bản thân mình lên, để tôi chia sẻ làm sao để cho cộng đồng nhìn nhận rõ vấn đề này. Đó. Các bạn thử nhìn vào đây xem đúng không? Đây, đây tôi cho các bạn xem các bạn vào đây các bạn xem có đúng như những gì tôi ấy. Tôi chia sẻ là bằng thực tế và thực tiễn. Đây là cái kênh của bản thân tôi. Đây, các bạn thấy có đúng không? Đây, tôi vào đây cho bạn tựa của những cái bài này tôi viết. Các bạn xem. Tôi đâu có sợ cái gì đâu. Đây, các bạn xem. Đó, copy chain sao? Đó. Có phải những live stream này tôi live stream trực tiếp ở trên YouTube ra cho các bạn xem đó. Đó, các bạn xem có đúng là tôi đang chia sẻ các nhà đầu tư thấy rõ về các cái góc khuất ở trên cái thị trường về đầu tư forex này đó. Các bạn thử xem đó. Trước thì tôi hay đánh ở trên kênh YouTube, trên kênh Facebook, nhưng bây giờ thì nhờ, từ hôm thằng tào lao vào này nọ tôi chuyển qua đây đó. Các bạn xem, tất cả để là cảnh báo với cả nhà đầu tư, cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị thực tế này trên thị trường. Và khi bản thân các bạn, khi đã tham gia trải nghiệm trên thị trường thì các bạn phải nhìn nhận mọi giá trị cho nó rõ, cho nó chuẩn trên thị trường về đầu tư. Có như vậy thì chính bản thân các bạn mới là đi được đúng vấn đề trên thị trường này. Bánh vẽ thì lúc nào cũng nhìn nhận một cách đơn giản và cũng một cách ngọt ngào, một cách gì nhỉ, dễ dàng, nhưng gì nhỉ, thực tế trên cái thị trường này nó là điều hoàn toàn khác nhé. Cảm ơn bạn Hà Nội. Đó, thì đấy, tôi luôn luôn chia sẻ để cho cộng đồng, để mọi người cùng nhìn nhận rõ vấn đề. Cảm ơn bạn Lưu Quang. Tôi không ngại va chạm với bất kỳ một thành phần nào trên cái thị trường về forex này. Bởi vì vấn đề chỗ là nhỉ, không phải 1-2 ngày tôi chứng minh, không phải 1-2 tháng, mà tình nhiều năm qua trên cái thị trường forex này tôi đã chứng minh. Và từ những bước ngày ban đầu tiên, từ tháng 9 năm 2014, thì tôi ra tôi dạy free trên thị trường suốt mấy tháng. Đấy nhé, là những cái buổi thứ 6 tôi dạy free ở quán cà phê Trung Gió trên đường Phan Xích Long. Có những lúc off lên đến cả 6-70 người, cả 100 người. Nhưng mà tiền nước của ai người đấy vào đấy uống trà. Nhưng mà khi mọi người đến uống để mà nghe tôi chia sẻ kiến thức free, nghe tôi đọc lệnh cho free, thì các bạn biết vấn đề ở chỗ nào. Tiền nước của ai người đấy trả, nhưng mà gì nhỉ, cuối cùng vợ chồng tôi phải móc ra cả triệu, hơn cả triệu bạc trả đây cho vấn đề cái tiền của các bạn đến nghe free, uống free đấy.
giờ mà gì nhỉ, cuối cùng là gì nhỉ, ra về vẫn phải để cho bản thân tôi là người trả đó. Các bạn thấy nó có giá trị đâu. Chào bạn Tiến Mino nhé, xuống nghe điện thoại vợ rồi. Đó đấy, thì tôi kể thực trạng ra đấy cho các bạn xem. Ai cũng đòi hỏi phi, nhưng mà nhà để như tôi có được giá trị đây để chứng minh cho các bạn, để cho các bạn thấy rõ như này, thì bản thân tôi phải nỗ lực như thế nào về thời gian, về tiền bạc, về công sức, và kể cả hạnh phúc gia đình tôi cũng phải gì nhỉ, nói chung là may tôi có người vợ thông cảm vấn đề này. Thế nên hầu như toàn thời gian tôi tập trung vào trong vấn đề là tôi ngồi tôi chay, tôi nghiên cứu để mà tôi chia sẻ cho cộng đồng. Nghe xuống rồi. Không đọc bốn mấy nghe. Tao là đứng ngoài, không có đụng chạm. Đó, anh em có cần trao đổi gì tiếp không? Đó, phải hỏi thì tôi mới biết để mà gì nhà tôi giao lưu cùng anh em. Chứ bây giờ anh em để tôi độc thoại thì tôi không biết độc thoại, mà hát thì tôi không không có biết hát. Hay là Chí đứng dậy múa cho mọi người xem đi Chí. Chứ một cô. Đứng trên bàn múa cho anh em xem. Nghe kìa, anh Tí anh bảo mày muốn đi Chí kìa. Đó, đứng dậy muốn đi kìa. Mai anh Tí vào đây ăn nhá. Đang tính đặt ít bánh xèo ăn này. Chứ ngồi nhà chán quá. À tối mai đánh tin là ép anh nhá. Vô nha.
có gì đâu ăn ké anh, vào đây ngồi chơi nhau có thêm đôi đũa cái chén thôi. Mười một giờ chưa? 15 phút nữa 11 giờ. Thôi hẹn là anh em tối mai đánh tin nhé. Dạ. Mai đánh tin đấy. Dạ. Hôm nay nghỉ sớm, giá nó hết chạy. Ok nhé. Bye anh em.